Thưa quý vị, theo như thông tin mới nhất liên quan tới vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại Cộng hòa Dominica, tính cho tới ngày 17 tháng 8 thì số người thiệt mạng trong vụ nổ này đã tăng lên con số là 27 người. Và hiện tại thì vụ việc vẫn đang được tích cực điều tra, trong khi đó nhiều gia đình vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân trong vô vọng. Ngoài con số thương vong nêu trên, 55 người hiện vẫn chưa được tìm thấy sau vụ nổ diễn ra ngày 14 tháng 8 tại Villa Valdez thuộc tỉnh San Cristobal. Gia đình của các nạn nhân vẫn đang tìm kiếm người thân trong vô vọng. Chúng tôi đang tìm kiếm cậu ấy trong bệnh viện, nhưng đến giờ vẫn không biết cậu ấy ở đâu. Chúng tôi đã tìm khắp bệnh viện rồi, nhưng vẫn không thấy cô ấy đâu. Chúng tôi không thấy cái tên nào trùng khớp cả. Theo Hội chữ thập đỏ Dominica, 3 tòa nhà đã bị sụp đổ hoàn toàn sau khi vụ nổ diễn ra gần một trung tâm mua sắm. Tổng thống Luis Abinader đã bày tỏ quan ngại về vụ việc và cho biết ông đang giám sát chặt chẽ tình hình. Tổng thống Abinader đã huy động các lực lượng cứu hộ và cứu hỏa để cùng tham gia ứng phó với vụ việc.